Vâng, em xin chào tất cả các bác ạ. Ngày hôm nay lại lên cho các bác hai chiếc bếp mang thương hiệu Paloma và một chiếc bếp mang thương hiệu Osaka Ga full chức năng. Đầu tiên em đi chi tiết chiếc M1, ký hiệu M1 là chiếc Paloma màu mặt men mọi người nhé. Đối với cái chiếc Paloma này thì nó sẽ có cái chức năng là 3 hẹn giờ 30 phút thôi. Không có nhiều chức năng nhưng mà nó là thuộc dòng đời cao chất lượng. Đấy. Đây là một trong những con bếp rất là đẹp với cái tem zin mọi người nhé. Tem zin, bếp được thiết kế trên bề mặt của nó là mặt men. Mặt men rất là dễ vệ sinh, màu nâu cà phê ánh tím. Đấy, màu nâu ánh tím. Và ở cái bộ chi lửa này, nó là cái hợp chất nhôm nguyên khối, chịu nhiệt, siêu chịu nhiệt. Rất là vuông thành sắc cạnh cũng như là cực kỳ sắc nét. Mọi người có thể nhìn cái cặp chi lửa này cũng biết được cái con đời cao chất lượng rồi. Rất là chất lượng. Và phía trên của nó thì có một cái lớp chắn dầu, chắn mỡ bằng thép mạ men như thế này. Rất là chắc chắn và cực kỳ tiện lợi. Ở phía bên ngoài là cái nắp chắn dầu, chắn khói của lò nướng. Cái này cũng bằng thép mạ men mọi người nhé. Chiếc này được sản xuất vào năm 2021, tháng 12 năm 2021. Đây là cái tem zin của nó mọi người nhé. Đây, tháng 12 năm 2021, bởi vì cái năm của nó là phải chất lượng nó phải đi liền với lại cái năm sản xuất. Những năm 21, 22 thì thường là cái dòng bếp rất là lướt, dùng cực kỳ lướt luôn mọi người. Mọi người chỉ cần ấn nhẹ thôi là nó đã lên lửa rồi và lửa nó lại cực kỳ là đẹp nữa. Có một số người cho rằng là cái tem này là tem dán, nhưng mà chúng ta để ý này, cái tem dán hay không thì nó phải phù hợp với chất lượng của bếp. Một chiếc bếp đẹp siêu lướt thì đương nhiên nó phải nằm trong giờ đời cao rồi, 20, 21, 22 mọi người nhá. Đấy. Và quan trọng chúng ta nhìn đánh giá chất lượng qua cái lửa của bếp cũng như là quá trình sử dụng mà nó nhạy, nó lên chi lửa đều, ngọn lửa đẹp thì đương nhiên cái chất lượng của bếp nó phải ngang về cái tầm đời sản xuất rồi. Đấy. Bên mặt trước của nó thì cũng sẽ có một cái khay nướng như thế này. Khay nướng này thì được làm bằng inox rất là bóng sáng. Bên trong lò nướng thì cũng rất là sạch sẽ rồi. Đặc biệt thì cái dòng bếp Nhật bên em nó sẽ hoạt động trên cơ chế cảm biến nhiệt. Theo cơ chế cảm biến nhiệt tự động tắt bếp và tự động khóa ga. Sau khi mà mình đặt nồi lên đây thì cái tiêm cảm biến này đo nhiệt độ đáy nồi. Nó đạt đến cái nhiệt độ nhất định thì nó sẽ tự động tắt và tự động khóa ga. Rất là an toàn và tuyệt đối tiết kiệm ga. Đấy, một chiếc bếp Paloma đời 2021 ký hiệu mã số M1 với chức năng hẹn giờ 30 phút. Cái này thì chúng ta dùng cho hẹn giờ 30 phút. Ví dụ như là chúng ta nấu kho cá, kho thịt này, hay là chúng ta nấu thức ăn này, luộc ngô, luộc khoai, hầm cháo, hầm xương, hầm thịt vân vân. Trong vòng 30 phút này thì bếp sẽ tự động tắt và tự động khóa ga chúng ta nhé. Đấy, một cái chức năng rất là tiện, tiện lợi. Với một cái chức năng hẹn giờ như thế thôi là cũng đã đủ rồi. Đây, em lấy cái bộ pin thì em lắp sang cái bếp bên đấy, em test lửa cho mọi người xem nhé. Đây. Đấy, đây là cái khay đựng pin cho mọi người. Ở bếp được có một cái khay đựng pin như thế này, nó rất là tiện. Nó có đèn báo hiệu phía trên, khi mà sắp hết pin thì nó sẽ nhấp nháy, và khi mà nó hết pin thì nó sẽ báo đỏ cho mọi người. Và thường thì nó nhấp nháy trong vòng thời gian 1 tuần để chúng ta biết được cái thời gian để chúng ta thay pin ạ. Đấy, sau khi lắp pin vào thì em sẽ bật bình ga lên. Bật bình ga lên xoay 2-3 vòng thôi mọi người nhá. Ấn cái nút này. Xoay 2-3 vòng thôi, bởi vì là chúng ta không cần xoay nhiều. Đối với bếp Nhật thì nó rất là an toàn, vì vậy mà chúng ta xoay nhiều cái áp rất là lớn, nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc bật bếp. Nên là chúng ta xoay nhẹ thôi, vừa phải thôi. Đấy. Và sau khi bật bình ga lên thì chúng ta khởi động bếp thôi. Các bác có thể thấy là sau khi mà đánh bật lửa lên thì lửa lên rất là xanh đúng không ạ? Lên cực kỳ xanh luôn. Và chi lửa đều nữa. Đấy, một cái dòng bếp đời cao thì lửa nó rất là đẹp mọi người nhá. Rất là đẹp luôn. Chi lửa đều, phân lửa đều và xanh. Đặt nồi lên đây chúng ta có thể thấy được cái mức độ to nhỏ của cái ngọn lửa. Khi mình đặt nồi lên thì cái lửa này nó rất là to nhá mọi người. Nếu nhìn qua đây thì qua ánh điện thì chúng ta có thể thấy cái ngọn lửa nó cháy nó bé, nhưng mà khi mình đặt nồi lên thì thấy được cái ngọn lửa nó lan phủ khắp cái đáy nồi. Như vậy là rất là to rồi. Cái ngọn lửa như thế này thì đương nhiên là chúng ta nấu nó sẽ rất là nhanh sôi, rất là nhanh sôi mọi người nhé. Sẽ có hai cái chức năng ở đây em đang test, đó là một chức năng về cản nước tắt bếp và một cái chức năng về gió thổi tắt bếp. Đối với bếp bên tay phải thì em sẽ test chức năng gió thổi, còn bên tay trái em sẽ test chức năng là nước cạn tắt bếp. Khi nhiệt độ nồi nó nước ở trong nồi nó cạn đi thì nhiệt độ trong nồi nó hấp nhiệt rất là cao, cán mốc 250 độ C thì bếp sẽ tự động tắt. Còn bên này thì sau khi chúng ta đang nấu, tác nhân bên ngoài làm tắt bếp, ví dụ như là gió thổi chẳng hạn nhá, thì bếp sẽ khóa ga rất là an toàn cho chúng ta, nhưng thời gian khóa ga của nó thì xảy ra trong vòng 7 đến 10 giây.
Em sẽ đi tìm cái máy lửa để em test về chức năng khóa ga cho mọi người. Đây, em mượn cái máy lửa một tí tí. Test về chức năng khóa ga cho mọi người nhé, để mọi người xem là cái bếp này nó tự động tắt và tự động khóa ga như thế nào. Đây, để muốn test cái chức năng gió thổi này thì em làm nhỏ lửa đi này, sau đó thổi này. Đấy, mọi người có thể tín hiệu từ bên bếp bên tay phải đã tắt cảm biến rồi đấy ạ. Với một tiếng khực nhẹ thôi mọi người nhé, khực nhẹ thôi, với dòng bếp đời cao nó rất là êm. Ở đây thì sau khi phải đợi đến 7 đến 10 giây sau, còn đối với chức năng cạn nước này thì nó đồng thời khóa ga. Giữa việc tắt bếp và khóa ga nó sẽ ra cùng một lúc luôn nhé. Vì nó là tự động tắt, vì khi nó tự động tắt thì nó điều chỉnh khóa ga luôn. Đấy, rất là rõ ràng ạ. Rất là an toàn mọi người nhé. Còn bên này phải đạt đến cái mốc là 7 đến 10 giây thì nó mới khóa ga cho chúng ta. Cần thời gian để truyền thông tin đến cho IC để điều chỉnh việc tắt bếp và điều chỉnh việc khóa ga tự động. Đây, đã hết thời gian và bây giờ em sẽ test, mọi người thấy rất là rõ cái quá trình khóa ga. Một chiếc bếp mà với chức năng cảm biến nhiệt tự động tắt bếp, tự động khóa ga rất là an toàn. Đương nhiên, chúng ta sẽ yên tâm trong quá trình nấu ăn, bởi vì bếp khi cạn nước thì lập tức sẽ tắt bếp và nó chống cháy nồi, chống cháy nổ và hỏa hoạn xảy ra. Trường hợp hỏa hoạn xảy ra thì cũng là hiếm khi, nhưng trong quá trình nấu ăn. Tuy nhiên thì một chiếc bếp an toàn như thế này thì chúng ta vẫn là chủ động trong công việc nấu ăn hơn. Đấy, có thể là vừa kết hợp nấu ăn vừa làm công việc khác đúng không ạ? Chiếc bếp này có cái hẹn giờ 30 phút đây, chúng ta rất là tiện lợi. Đây, em ấn nó lên nhá. Ấn nó lên, báo hiệu nốt đỏ như thế này là nó đang cái thực hiện cái chức năng 30 phút. Đấy, hết cái thời hạn 30 phút thì bếp sẽ được tự động tắt và tự động khóa ga. Đấy, chức năng này hoạt động ok mọi người nhé, rất là nhạy. Và đây là lửa của lò nướng. Với khay nướng, vị nướng bằng inox này đang còn rất là sáng bóng, rất là đẹp mọi người nhé. Khay nướng này thì chúng ta có thể nướng được nhiều món như là thịt này, cá, hải sản khô, đồ khô, bánh trái vân vân. Nhiều khi khách đến mà chúng ta có thể cho một ít cái đồ nhậu vào đây, ví dụ như là mực hay tôm hay cá khô chẳng hạn, cho vào đây thì chúng ta có một cái đĩa nhậu rồi, rất là nhanh gọn và cực kỳ tiện lợi mọi người nhé. Cái tầng lửa phía trên mọi người có thể quan sát là nó rất là đều, chi lửa đều xanh, chi lửa đều xanh và rất là đẹp nữa. Chiếc bếp đời cao thì bao giờ nó cũng hoạt động khá là nhạy và cũng như là lửa nó cực đẹp luôn. Nên mọi người yên tâm rằng là nó phải tương xứng với cái đời sản xuất nhá, 21, 22, 20, nó phải tương xứng với cái đời sản xuất. Có nhiều người cho rằng là cái tem này là tem dán. Tuy nhiên thì các bác nhớ rằng là kể cả có những cái tem trong quá trình vận chuyển, trong quá trình sử dụng nó đã cũ đi rất là nhiều, nó đã mờ đi rồi, mờ năm sản xuất rồi, tất cả các thứ là mờ đi rồi. Mình dán lại nhưng nó phải phù hợp với năm sản xuất đấy ạ. Nó phù hợp với năm sản xuất nên chúng ta hoàn toàn yên tâm nhé. Đây, cái tem ở trong cái khay pin này mọi người này, tháng 12 năm 2021 hoàn toàn đúng với chiếc bếp nhá. M1 là em chỉ bán cho mọi người giá 2.800.000 đồng, đời sản xuất 2021 ạ. Quay sang mã số thứ hai, đấy là một chiếc mặt đứng mang thương hiệu Osakaga. Đây là chiếc bếp full chức năng với đầy đủ chức năng chọn nhiệt độ và nấu nước, chế độ A3S cũng như chế độ cơm cháo, đồng hồ hẹn giờ, lò nướng hai tầng lửa đây mọi người nhá. Con này thì thuộc cái đời sản xuất là đời chung, đời 2016, đời chung mọi người nhá, 2016 rất là đẹp rồi. Thiết kế bộ chi lửa bằng nhôm nguyên khối như thế này. Đấy, cũng rất là sắc nét. Phía trên là có chắn dầu mỡ bằng thép mạ men. Cái mặt của nó đấy, mặt của nó thì đã sơn tĩnh điện, sơn ô tô đấy ạ, cực kỳ bền. Nó giúp cho cái mặt men nguyên bản của nó, bảo vệ cái mặt men nguyên bản, cũng như là nó tăng độ bóng, độ đẹp cho bếp. Và chúng ta dùng đối với cái mặt sơn tĩnh điện này, chúng ta dùng chúng ta bảo vệ một chút thôi, không tránh làm rơi vật nhọn, vật sắc vào đây thì nó dễ bị xây xước. Còn khi dùng xong chúng ta vệ sinh sạch sẽ đi thì bếp sẽ được rất là bền và rất là đẹp nữa. Đây, một chiếc bếp Osakaga mà full chức năng, đồng hồ hẹn giờ hai tầng lửa như thế này, em bán ra với giá là 2.500.000 đồng mọi người nhá. Đấy, 2.500.000 đồng mọi người ạ. Đó, khá là ok đúng không ạ? Vâng, mã số M2 2.500.000 đồng và mã số M1 2.800.000 đồng. Mọi người ưng mã số nào thì vui lòng liên hệ lại số Zalo cho em theo số 0904992696. Và cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi cái video ngày hôm nay của em. Xin chào và hẹn gặp lại.